Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, tướng quân đội Sudan kêu gọi đối thoại nhưng phe đối lập cương quyết bác bỏ. Tổng tư lệnh quân đội của Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan trong cuộc phỏng vấn với đài Al Arabiya hôm thứ Bảy để đưa ra những lời bình luận mang tính hòa giải, nói rằng các bên tham chiến cần ngồi lại và tìm ra lối thoát phù hợp. Tướng Burhan khẳng định là mọi người đều thua trong cuộc chiến này, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thủ của ông, lực lượng bán quân sự RSF do tướng Hamati lãnh đạo, cần phải được sáp nhập vào quân đội sau bất kỳ thỏa thuận hòa đàm nào. Cùng thì tướng Hamadi cũng trong một cuộc phỏng vấn khác với đài Al Arabiya đã thẳng thừng tuyên bố là ông sẽ không đàm phán với tướng Burhan. Ông nói là tôi không có vấn đề gì với quân đội cả. Tất cả những gì chúng tôi muốn là Burhan và bè lũ của hắn ta phải đầu hàng. Chúng tôi không có yêu cầu nào khác. Ông khẳng định là ai thắng trong trận chiến này cũng sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng chúng tôi đã bị Burhan ép phải tham chiến. Sau một tuần lễ giao tranh ác liệt, hơn 400 người đã thiệt mạng, hơn 3.500 người khác bị thương. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bên nào có thể giành chiến thắng nhanh chóng hoặc là sẵn sàng lùi bước và đàm phán. Quân đội chính phủ chiếm ưu thế về không quân, thế nhưng lực lượng RSF đã có sự hiện diện sâu rộng ở các khu vực đô thị, bao gồm cả thủ đô Khartoum. Theo giới quan sát thì cộng đồng quốc tế ít có khả năng can thiệp vì đây là cuộc xung đột mang tính sống còn với hai vị tướng một thời từng là đồng minh với nhau. Năm 2019 họ từng chung tay lật đổ cựu tổng thống Omar al-Bashir. Năm 2021 họ lại cùng nhau lật đổ thủ tướng dân sự Abdullah Hamdok. Cả hai đã nắm giữ hai vị trí hàng đầu trong một hội đồng cầm quyền giám sát quá trình chuyển đổi chính trị sau cuộc đảo chính năm 2021 nhằm bao gồm việc chuyển sang chế độ dân sự. Mâu thuẫn giữa hai người nổi lên trong những tháng vừa qua khi mà tướng Burhan đòi sáp nhập RSF vào quân đội. Tướng Hamadi cáo buộc đối thủ có quan hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan và mong muốn thiết lập một chế độ độc tài. Các nước bắt đầu di tản nhân viên ngoại giao tại Sudan. Quân đội Sudan cho biết các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung Quốc đã bắt đầu di tản nhân viên ngoại giao của họ và các công dân khác khỏi thủ đô Khartoum hôm thứ Bảy, giữa lúc tiếng súng và các cuộc oanh tạc tiếp tục vang lên khắp thành phố. Cả hai phe phái đang kình chống nhau là quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF đều tuyên bố sẽ hỗ trợ việc di tản người nước ngoài, nhưng hiện vẫn chưa rõ hình thức di tản sẽ ra sao. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ không điều phối việc di tản cho các cá nhân là những công dân Mỹ không phải là nhân viên ngoại giao của chính phủ đang có mặt tại Sudan. Quân đội Sudan cho biết tướng Abdel Fattah al-Burhan đã nhận được lời yêu cầu từ nhiều nước đòi phải bảo đảm cho các nhân viên ngoại giao và công dân của họ được di tản an toàn. Quân đội Sudan nói thêm rằng họ đang phối hợp để di tản các nhân viên ngoại giao và công dân bốn nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung Quốc bằng máy bay quân sự. Phi trường quốc tế chính của Sudan nằm gần trung tâm thủ đô Khartoum là mục tiêu pháo kích ác liệt của lực lượng RSF. Vì Sudan đã đóng cửa không phận gần một tuần qua, chính phủ nhiều nước khuyến cáo công dân đang bị kẹt lại Sudan nên tìm nơi trú ẩn và chờ kế hoạch di tản chính thức. Nhật Bản, Nam Hàn, Jordan, Indonesia và một số nước châu Âu cũng đã công bố kế hoạch di tản công dân khỏi Sudan. Liên Hiệp Quốc thông báo đang cố gắng đưa nhân viên của họ ra khỏi các khu vực rất nguy hiểm ở Sudan để chuyển họ đến các địa điểm an toàn hơn. Liên Hiệp Quốc hiện có khoảng 4.000 nhân viên tại Sudan, trong đó 800 nhân viên quốc tế. Binh biến tại Sudan bùng phát hồi tuần trước, đến nay đã khiến hơn 400 người thiệt mạng. Thành phố biên giới của Nga nơi vừa bị chính quân Nga thả bom lầm đã phải di tản dân chúng vì phát hiện trái bom. Hơn 3.000 cư dân thành phố Belgorod của Nga giáp biên giới với Ukraine đã được lệnh phải di tản khẩn cấp vào hôm thứ Bảy sau khi giới hữu trách phát hiện ra một trái bom tại một tòa nhà trên đường Shaladin. Đây cũng là hiện trường nơi mà một chiến đấu cơ của Nga đã thả bom lầm xuống thành phố hôm thứ Năm. Thị trưởng Vyacheslav Gladkov cho biết một trái bom được thả từ máy bay đã được tìm thấy gần các ngôi nhà dân cư. Chính quyền đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố
Belgorod cũng như trên toàn khu vực và đã sẵn sàng để tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia. Chúng tôi đang bắt đầu di tản cư dân của những ngôi nhà gần đó để bảo đảm an toàn. Bộ chỉ huy đã quyết định di tản 17 căn chung cư trong vòng bán kính 200 mét, tổng số dân là 3.000 dân. Bất kỳ ai cần nơi tạm trú đều sẽ được hỗ trợ. Các chuyên gia chất nổ của Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã mang trái bom kia về một thao trường lân cận để vô hiệu hóa nó. Ít lâu sau đó thì các cư dân di tản đã được cho quay trở về nhà. Hôm thứ Năm, một chiến đấu cơ siêu thanh Sukhoi 34 của Nga đã vô tình thả bom xuống thành phố Belgorod, gây ra một vụ nổ làm bị thương 3 người và để lại một hố bom rộng tới 20 mét ngay giữa trung tâm thành phố. Một phi công Nga nhận định rằng có thể đó là trái bom FABM-62 gắn theo bộ dẫn đường. Ngoài nổ đặt trong chế độ kích hoạt chậm khiến trái bom này xuyên sâu vào lòng đất rồi mới phát nổ. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu vụ thả bom lầm hôm thứ Năm và vụ trái bom vừa được phát hiện hôm thứ Bảy có liên quan gì với nhau hay là không. Chính phủ và quân đội Nga vẫn đang tiếp tục điều tra vụ này. Tỉnh Belgorod giáp với tỉnh Kharkov của Ukraine từng hứng chịu nhiều vụ nổ kho đạn và hỏa hoạn năm 2022. Moscow nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine đã tập kích hỏa tiễn qua biên giới và thành phố này, thế nhưng Kyiv đã cực lực bác bỏ các cáo buộc. Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa. Moscow cho biết họ đang trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức trong một hành động ăn miếng trả miếng sau khi hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin rằng Berlin sẽ trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova tuyên bố chính quyền Đức đã quyết định mở thêm một đợt trục xuất hàng loạt thành viên phái bộ Nga tại Đức. Chúng tôi kịch liệt lên án những động thái này từ Berlin, vốn đang phá hủy mọi mặt mối bang giao hai nước. Moscow cho biết hai bên ban đầu đã thỏa thuận sẽ không công khai thông tin trục xuất nhà ngoại giao của nhau, song phía Đức đã bội ước khi tiết lộ với truyền thông. Nga với cáo buộc thu thập thông tin chính trị, kinh tế, quân sự và khoa học một cách bất hợp pháp nhằm sử dụng cho các hành vi phá hoại và lan truyền thông tin sai lệch. Bộ Ngoại giao Đức chưa xác nhận tin nước này trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã có nhiều trao đổi với Điện Kremlin trong vài tuần qua về con số nhân viên phái bộ ngoại giao hai nước và một máy bay của chính phủ Nga đã đến Berlin để thảo luận về vấn đề này. Mối bang giao giữa Nga và Đức ngày càng căng thẳng kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Đức từng là khách hàng mua dầu thô và khí đốt lớn nhất của Moscow, nhưng hiện tìm đối tác mới để thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Nga. Sang qua các bản tin châu Á, Ngoại trưởng của Trung Quốc thăm Manila trong khi Philippines đang tập trận lớn với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã dẫn đầu phái đoàn ngoại giao đến thăm Manila, hội đàm với Ngoại trưởng Philippines ông Enrique Manalo, cam kết hợp tác để giải quyết những bất đồng trên Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp, Ngoại trưởng Manalo nói là quan hệ với Bắc Kinh không phải chỉ là những khác biệt giữa hai nước về Biển Đông. Ông nói những khác biệt này không nên ngăn cản chúng ta tìm cách quản lý chúng một cách hữu hiệu, đặc biệt là đối với việc người dân Philippines mà cụ thể là ngư dân phải được hưởng những quyền lợi của mình. Ông cho biết thêm rằng sinh kế của các ngư dân Philippines đang bị ảnh hưởng bởi những biến cố và hành động trên tuyến đường thủy này, nhưng không cáo buộc là do Trung Quốc gây ra. Đáp lời, Ngoại trưởng Tần Cương nói là Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Manila để thực hiện một sự đồng thuận giữa hai nước và giải quyết thỏa đáng những khác biệt. Hành động này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Kết thúc cuộc họp, đôi bên cho biết là họ đã đồng ý lập thêm những đường dây liên lạc để bất cứ sự kiện nào xảy ra trên Biển Đông mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines liên quan tới Trung Quốc và Philippines đều có thể được giải quyết ngay lập tức. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tần Cương diễn ra giữa lúc quân đội Philippines và Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc tập trận chung tên là Balikantan lớn nhất từ trước đến nay, từ ngày 11 tới ngày 28 tháng 4. Tổng thống của Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. cũng sẽ thăm Hoa Kỳ trong tháng tới và sẽ hội kiến với Tổng thống Joe Biden để bàn về tình hình an ninh và khu vực. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Philippines đã đệ trình hàng chục công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu cá và những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Philippines đã công bố 4 vị trí căn cứ quân sự bổ sung của Mỹ, 3 trong số này hướng về phía Đài Loan. Nhật Bản sẽ bắn hạ vệ tinh Bắc Hàn nếu rơi xuống lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị bắn hạ một vệ tinh do thám của Bắc Hàn nếu nó rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Ông Hamada đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ, tức quân đội Nhật Bản, thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết vì ông có thể ra lệnh phá hủy phi đạn đạo bất cứ lúc nào. Công tác chuẩn bị bao gồm thu xếp điều động binh sĩ tới tỉnh Okinawa ở miền Nam để giảm thiểu thiệt hại nếu một phi đạn đạo rơi xuống. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã ra lệnh chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này để chống lại điều mà Bình Nhưỡng gọi là các mối đe dọa bị đến từ Hoa Kỳ và miền Nam.
Đầu tuần này, Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ hỏa tiễn hải quân chung nhằm cải thiện hợp tác an ninh và phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa hỏa tiễn đang gia tăng từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển quốc tế giữa Nam Hàn và Nhật Bản, có sự tham gia của tàu khu trục Aegis của Nam Hàn, tàu khu trục hỏa tiễn dẫn đường USS Benfold của Hoa Kỳ và tàu khu trục Atago của Nhật Bản được trang bị hệ thống radar chiến đấu Aegis. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bắc Hàn tuần trước tuyên bố thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn thay vì nhiên liệu lỏng như trước đây. Các chuyên gia tin rằng nhiên liệu rắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ phóng hỏa tiễn mà không cần cảnh báo trước. Thái Lan ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ khi mà nhiệt độ lên tới 54 độ C. Chính phủ Thái Lan đã ban hành cảnh báo tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Bangkok, khuyến cáo dân chúng là tránh ra khỏi nhà do thời tiết nắng nóng cực độ. Theo cơ quan khí tượng của Thái Lan, nhiệt độ hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 4 tại 28 tỉnh thành trên cả nước đã vượt mức 40 độ C. Riêng tại quận Banna, thủ đô Bangkok đã đạt mức kỷ lục là 54 độ C, khiến chính quyền địa phương phải ban hành cảnh báo là người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời và cảnh giác trước mối nguy hiểm của tình trạng bị sốc nhiệt. Một phụ nữ 54 tuổi, cư dân của quận Ban Nga nói là tôi chỉ dám ra đường vào buổi sáng hay buổi tối sau 6 giờ chiều, còn thì chỉ dám núp ở trong nhà thôi. Một ông tài xế chạy xe ôm nói là có cảm giác năm nay nóng hơn mọi năm, nhưng phải chịu thôi, biết làm sao bây giờ. Trời thì nóng mà xe cộ thì nhiều quá, nên càng nóng hơn nữa. Một bà bán món gà nướng trên đường cho biết là tôi phải uống rất nhiều nước đá rồi trốn vô trong tiệm tiện lợi 7-Eleven để tránh cái nóng. Theo cơ quan dự báo thời tiết Thái Lan thì tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong vòng 7 ngày tới. Cô Martini Yajiroen là một nhà nghiên cứu khí hậu và hải dương học tại trường đại học Prinsongkla giải thích rằng hiện tượng đang xảy ra không phải là sốc nhiệt. Những gì đang xảy ra bắt nguồn từ tình trạng biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết bất thường và thời tiết cực đoan. Không chỉ Thái Lan, một số khu vực tại các nước châu Á khác cũng đang trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ đã đến mức cao kỷ lục. Tuần hành kêu gọi hành động vì khí hậu nhân ngày trái đất. Nhiều cuộc tuần hành và các hoạt động như trồng cây và dọn rác đã diễn ra tại khắp nơi trên thế giới nhân ngày trái đất Earth Day ngày 22 tháng 4. Tại Anh Quốc, các nhà vận động biến đổi khí hậu đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London để kêu gọi hành động nhằm đối phó với tình trạng nóng ấm toàn cầu. Trong lúc nhiệt độ tăng cao kỷ lục ở Thái Lan và đợt nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 13 người chết vì say nắng tại một buổi lễ cuối tuần trước. Các nhà khoa học đã cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2023 hoặc 2024. Các nhà hoạt động do nhóm Extinction Rebellion lãnh đạo đã tập trung tại London để khởi động một hành động kéo dài 4 ngày, được gọi là The Big One. Khoảng 30.000 người đã ghi danh tham gia. Nhiều hoạt động tương tự cũng đã diễn ra tại Rome và Boston và các chiến dịch dọn rác tại Hồ Đao ở Srinagar của Ấn Độ và Cape Coral tại bị bão tấn công ở Florida. Chính phủ các nước đã không đạt được những cam kết trong thỏa thuận Paris 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên của khí hậu bằng cách ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong bối cảnh hàng loạt các cuộc khủng hoảng đang xảy ra, bao gồm đại dịch COVID, cuộc xâm lược Ukraine của Nga, tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai quốc gia phát thải khí nhà kính tệ hại nhất trên thế giới. Theo bản báo cáo của Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, địa cầu của chúng ta đang trên đà nóng lên hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là một cột mốc quan trọng dẫn đến những tác động thậm chí còn nguy hiểm hơn từ năm 2030 đến năm 2035. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.